Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua một câu chuyện mới, câu chuyện Bù Nhìn Ma Ám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Bích Soạn. Mấy hôm nay ông Ngạc không được vui. Trong lòng của ông cứ hừng hực lửa giận vì việc ruộng lúa non của mình bị đám chuột bọ phá phách. Ba sào ruộng nằm trên một gò đất cao, lúa mới mọc lên tầm một gang tay đã bị quần thảo cho tàn nát một khoảng. Năm nay nạn chuột sinh sôi nảy nở nhiều, chúng tấn công vào ruộng dữ dội. Rồi trước khi gieo xạ, người trong xã đã phát động phong trào ra quân diệt chuột một đợt. Ngoài các biện pháp xua đuổi chuột như cấm cờ, rào ni lông bao quanh ruộng lúa, ông Ngạc và người làng còn diệt chuột bằng bả và bẫy kẹp. Song nạn chuột gây hại chỉ hạn chế được phần nào. Hiện tại chuột vẫn còn hoành hành hại lúa, chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả gia sản chỉ có đúng ba sào ruộng cạn, được kế thừa từ đời trước. Chứng kiến cảnh này, ông Ngạc căm giận cũng là vì lẽ dĩ nhiên. Vì chuột vào ruộng cắn phá lúa lởm chởm, cho nên ông phải lấy dặm đi, dặm đi dặm lại nhiều lần, chẳng riêng gì ông mà người trong làng cũng rất bức xúc. Khoảng một tuần trở lại đây, chiều nào ông Ngạc cũng ra đồng đặt bẫy kẹp diệt chuột. Mỗi lần ông đặt từ 15 cho đến 20 bẫy kẹp. Mỗi sáng sớm ra thầm thấy dính từ 7 đến 8 con chuột, thậm chí có ngày hơn chục con, song vẫn chưa thuyên giảm. Chuột vẫn cắn phá lúa như là chiêu ngươi. Càng nghĩ ông Ngạc lại càng thấy tức anh ách trong lòng. Có phải cái số của ông sinh ra gặp khó khăn trăm bề mà ngay cả đám nhãi nhép này cũng tìm tới để ám quẻ? Mà kể ra số phận của ông Ngạc cũng đúng là đen đủ đường. Ông Ngạc và người em ruột tên là Nhiên không biết mặt cha mẹ của mình là ai. Từ nhỏ đã mang tiếng là con của người đàn bà chửa hoang. Suốt tuổi thơ cư cực, ông Ngạc chưa một lần kêu ca hay phàn nàn về số phận. Học hết cấp 2 ở nhà phụ mẹ của mình chạy chợ mấy năm. Sau đó ông xin đăng lính vì nhà chẳng đủ tiền theo học tiếp, dù sức học của ông cũng xếp vào loại khá. 23 tuổi xuất ngũ với một số vốn đặt lưng. Chưa vui mừng được bao lâu thì mẹ của ông đổ bệnh ốm to. Tiền có được đều dùng vào thang thuốc, chăm bẵm người mẹ đau đực. Ở viện được 3 tháng mẹ ông được cho về. Những tưởng bệnh tình thuyên giảm, thế nhưng không. Nằm bệnh thêm đúng nửa tháng thì bà cụ cũng về chầu Diêm Chúa. Từ lúc bà cụ thân sinh mất đi, để lại đứa em sống dở chết dở, ông chưa bao giờ biết đến những tháng ngày thảnh thơi. Ông Ngạc ngoài nghề phụ hồ chỉ biết bám lấy ba sào ruộng cạn và nuôi gia súc kiếm thêm đồng ra đồng vào. Vậy mà suốt trời nào có buông tha cho ông. Lúc thì cày cáo mò vào nhà ăn gà, chỉ trừ lại cho ông một nắm lông đỏ máu nằm rải rác ở trong chuồng. Lúc thì kẻ trộm lèn vào nhà ông khi ông đi đảm ruộng. Đám tinh ăn mùa làm đó hẫng sạch cả bầy gà giò, có khi xúc trộm cả lu gạo. Ngay cả cái nồi nấu cám lợn chúng cũng tha đi, chẳng chừa cho ông cái gì. Nhìn em trai kém ông 2 tuổi là một đứa vô tích sự. Tới ngày nó chỉ biết trợn mắt cười nhăn nhở với cái miệng méo xệch, chứ nhất định không nói. Mà nếu nó biết nói, biết đâu lũ cầy cáo lũ trộm lại sợ tiếng người mà không dám bén mảng đến gần. Đã vậy nó cũng chẳng biết đi, có khi nghe bước chân của người nhà ông đã không mất trộm, mà lại trộm giữa ban ngày lúc ông đi làm ruộng cơ chứ. Mà thôi, cũng không nên trách nó, có trách ngãi trách số phận của ông, trách cho cả tạo hóa đã sinh ra đời một sinh vật không hoàn hảo. Còn nếu cho nó là động vật có tay chân cũng bằng thừa, khi không thể sử dụng tứ chi trong việc ăn uống sinh hoạt cá nhân. Những ông bác sĩ học trường Tây mà đi đính cùng ông năm nào có nói về bệnh tình của Nhiên. Ông bác sĩ ấy nói gì? Gì về chứng thoái hóa não hay là bại não gì đó mà ông Ngạc chẳng biết. Cuộc đời của ông sinh ra đã là phận dưới đáy của xã hội. Ông bà cha mẹ cũng vậy, thì làm sao có chữ nghĩa để hiểu được những việc phức tạp của người trên kẻ trước. Bình tâm nghĩ ngợi một lúc, ông Ngạc vội vàng đi vào nhà cầm con dao tông đi ra chẻ tre. Tre trong đất của nhà ông vốn nhiều,
trồng từng đám ở khoảng vườn tùm sau nhà. Cây giống tre này non vậy thôi, xét ra cũng làm được ối việc. Vỏ tre người ta chẻ đan thành một cái bồ để quây vòng đựng lúa. Có khi tre được đan giỏ đan nia vót câu. Người giàu có đất thì tha hồ sử dụng tre như một món hàng đa dụng. Nhưng kẻ nghèo như ông thì cứ để mọc hoang dại. Trước nạn chuột hoành hành, ông Ngạc học theo người ta, đã đặt chặt tre đem về để làm một hình nhân, đổi thêm cho nó cái nón mê rách nát, mặc cho một mảnh ni lông, rồi đem cắm ở ngoài ruộng. Tưởng bóng người hy vọng đám chuột bỏ khốn kiếp ấy sẽ không phá lúa nữa. Kéo một cây tre già đã phát hết cành lá lên sân trước, ông Ngạc đào chân tiến vào trong nhà, bưng cây khay trà ra đặt xuống. Nốc nhanh một cốc, ông bắt tay vào làm việc ngay. Bàn tay khéo léo của ông nhẹ nhàng chẻ một thân tre ra thành nhiều miếng. Ông dùng mũi dao tách đầu của chúng thành từng mảnh nhỏ. Sau đó ông uốn thân tre cho dập đi và bắt đầu tước thành nhiều mảnh nhỏ, đan vào tấm mê còn dang dở. Xong đầu đó ông đem tấm mê phủ lên một khung tre đã làm sẵn trước đó vài hôm. Dùng những nẹp nhỏ và dây, ông bắt đầu buộc chúng lại với nhau. Lúc mặt trời xế bóng, ông đã làm xong một con hình nhân cao tầm 1,5 mét. Tuy xấu xí nhưng cũng tạm gọi là thành hình. Lấy vội một cái nón mê rách nát đổi cho hình nhân, mặc thêm cho nó một cái áo sườn rách. Ở vị trí hai cánh tay, ông quấn rất nhiều ni lông. Sau đó thì cả mừng đem thẳng ra mảnh ruộng sau nhà. Đứng nhìn thành quả của mình, ông Ngạc thầm mừng trong bụng. Mừng chưa được bao lâu, sau một đêm đắm mất dậy, nó vẫn mò về phá phách như thường. Hệt như con bù nhìn mà ông mất bao công, chẳng mảy may có chút cân lượng. Chán nản, ông Ngạc thất thểu bỏ lên bờ, ngồi nhìn ruộng lúa mà càng ngao ngán hơn. Đang bực dọc trong lòng thì chợt ông Ngạc nghe tiếng bước chân trên đường đất. Chẳng cần ngoái lại sau, chỉ cần nghe tiếng chân nện bình bịch xuống bờ ruộng như tiếng trâu, ông cũng đoán đó là ông Bền hàng xóm. Kiểu đi mạnh bạo này ngoài ông ta thì thật chẳng có ai. Làm cái gì mà ngồi thất thần ở đây thế hả bác Ngạc ơi? Lại tính cái diệt chuột đó hả? Vừa cất giọng oang oang, ông Bền vừa sắp lại, bỏ lại cái lằn cói xuống bên cạnh, tháo đôi xà cạp còn lấm bùn trên tay. Ông Bền hạ mông ngồi xuống. Chán nản đáp một câu hờ hững, ông Ngạc vẫn đăm chiêu nhìn ra mảnh ruộng ngay sau nhà. Năm nay chuột nó phá qua ba cả, thả đà đặt bẫy, thậm chí cắm cả bù nhìn mà chán thua. Lúa còn non thì dặm đi dặm lại còn được, cái đầu tháng nữa lúa già thì dặm làm sao, khéo là mất mùa như chơi. Ông Ngạc rót ra một bát nước ngửa cổ núp cạn, sau đó rót một bát khác đưa cho hàng xóm, đoạn chép miệng bảo: Tôi cũng mới đi dặm lúa lại đây, mẹ thiên sư chứ năm xào của nó phá hết còn non 10 thước. Đúng là chó cắn áo rách thật đó. Ngừng lại một giây, ông Ngạc sực nhớ ra điều gì bèn bảo: À mà này, tôi nghe đám làng bên nó nói có cái cách hay lắm đó, chả cần thả bả đặt bẫy đâu, không giết được ối chuột đó. Mới nghe điều đó, đôi mắt của ông Ngạc hấp háy: À, cách gì? Ông Bền trỏ tay xuống đám ruộng rồi bảo: Cái đám làng bên nó hỏi nhau là dòng điện quanh ruộng đâu bác ạ. Cái chuột ông, chuột bà, chuột cha, chuột mẹ, chuột con, chuột cháu dính điện lăn quay hết, co mà tài thánh thoát được. Bảo sao mà làng bên chúng nó hết hẳn cái nạn ấy. Ruộng nhà bác nằm ngay ở vườn sau đó, dòng điện ra quá tiện. Ruộng nhà em ở xa, chứ gần như nhà bác em làm, cứ để nó cắn phá mãi sao được. Ông Ngạc ổn lên, vỗ tay đánh đét vào đùi rồi cả mừng bảo: Có thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ. Thế thôi, tôi phải về làm ngay mới được chứ. Cảm ơn quan bác đã mách nước. Nói rồi ông Ngạc quả quyết đứng lên, men theo đường ruộng rồi đi thẳng về nhà. Ông Bền cũng bỏ về ngay sau. Trên tầng không, dáng chiều tà đỏ ối chỉ còn leo nát vài tia u buồn. Đám vạc ăn đêm cũng đã gọi nhau. Khung cảnh họa lên một nét bình yên, nhưng nhúng cam màu thê lương quạnh vắng. Về tới nhà, trong lòng suy sụp lửa giận, ông Ngạc bỏ hết số tiền ít đòi trong nhà đi xuống huyện, tìm tới cửa hàng vật liệu xây dựng mua đồ. Về tới nhà cũng đã sầm tối, ông Ngạc chẳng màng cơm nước bắt tay và làm ngay. Ông dùng loại dây viễn thông có lõi đồng, nối đầu vào dây thép không có vỏ bọc, sau đó kéo ra sau vườn và dòng quanh ruộng lúa.
Một đầu còn lại ông nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt 220V để bẫy chuột. Làm xong thì trời cũng tối mịt. Ông Ngạc Hà ngay về nhà lo cơm nước cho em trai, trong lòng khấp khẩn mừng thầm và thu hoạch cho sáng mai. Cơm nước xong xuôi, sau khi lau rửa mình mẩy cho em, ông Ngạc cũng bỏ vào trong buồng đánh một giấc. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ở bên ngoài gió đêm bắt đầu nổi lên, khiến cho đám tre già mọc sau nhà vặn mình, tạo thành những âm thanh cót két. Gió cuốn đám lá rơi rụng thốc lên thành từng vòng xoáy nhỏ. Chớp đã giật từng hồi, gió bắt đầu đi đùng vang lên, đưa làn hơi lạnh trùm xuống ngôi làng nghèo. Giấc ngủ nhà nông mệt nhọc của ông Ngạc bị xen ngang vì tiếng sấm đánh xuống lớn quá. Nhắm mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ còn để mở, ông Ngạc nhận thấy trời đã lắc sắc mưa đêm. Mệt mỏi ngồi dậy, ông với tay tính đóng cửa tránh mưa gió. Nhưng cũng đúng lúc dõi mắt nhìn ra hướng vườn, ông mới thấy cái chuồng gà còn chưa chốt kỹ, đang đập lạch cạch vào tường vì gió động. Cực chẳng đá, ông phải đội nón khoác manh áo mưa bằng lá cọ rồi tiến ra vườn sâu. Vừa buộc xong cánh cửa chuồng thì sực nhớ cái bẫy điện mới dòng cách đó mấy tiếng, nơi hầm mừng trong lòng lại dấy lên. Thêm một lúc đang háo hức muốn xem thành quả, thành ra ông Ngạc xăm xăm tiến lại hướng cuối vườn. Tiến vào trong một cái nhà kho nhỏ, ông rút phích điện toàn mở nhanh một đoạn hàng rào bằng gỗ, rồi hồi hộp tiến ra để kiểm tra. Mấy cách mép ruộng tầm mấy mét, có ánh chớp chói lòa đánh xuống. Ông Ngạc mừng húm khi thấy cả đám chuột nằm chết cứng người ở đó. Cái bẫy điện này quả thật là phát huy tác dụng, chẳng những diệt được giống loài ác ôn, thậm chí còn giúp ông có thêm chất tươi cải thiện. Thịt chuột đồng là đặc sản, có thể làm được rất nhiều món tinh túy. Nhìn đám chuột béo mẫm nằm đó, ông Ngạc vội vàng gom lại một đống, trong đầu cảm mừng khi nghĩ tới món thịt ướp tiêu thơm phức. Nhưng mà nỗi vui mừng chưa diễn ra bao lâu, ngay lập tức ông Ngạc khựng lại, mắt trố to, toàn thân buồn rùn thiếu điều muốn té ngửa ra sau. Quả ánh chớp nhập nhằng đánh xuống, ông á khẩu tại trận, đầu óc mông lung một mảng. Nỗi sợ vừa mới nhen nhóm nay bùng lên trong lòng, biến gương mặt của ông trở nên méo mó, cắt chẳng ra hột máu. Lù lù bên dưới con bù nhìn bằng tre, có một xác người tứ chi co quắp, nằm trong tư thế ụp mặt xuống ruộng. Cái xác gầy còm đó là của một người đàn ông, thân mặc một cái áo mưa màu xanh, bên hông đeo một cái giỏ. Cảnh tượng kinh hoàng này đập trọn vẹn vào mắt của ông, khiến cho ông mất hẳn bình tĩnh. Phải mất mấy phút đứng chôn chân tại chỗ, ông Ngạc mới hồi trần lại phần nào. Lấy hết can đảm, ông Ngạc run rẩy tiến lại, đưa tay lật ngửa cái xác lên. Vừa mới đối diện với gương mặt lấm bùn như là vừa mới chui ở đáy huyệt lên, ông Ngạc thẳng thốt: "Trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là lão Sậu bắt ếch." Khiếp đảm nhìn kỹ thấy một bên bắp chân của ông Sậu có một vết cháy đen. Ngay lập tức ông Ngạc đã không còn nghi ngờ gì, chắc chắn nguyên nhân gây ra cái chết do cái bẫy điện oan nghiệt mà ông giăng ra. Ông Sậu này hơn ông một giáp, cũng là cảnh nghèo nàn ở trong làng. Nếu nói là thân thì cũng không hẳn, nhưng người cùng làng tính ra cũng gọi là quen biết. Ông Sậu này hoàn cảnh cũng vô cùng éo le. Ông Sậu có một người vợ bằng tuổi, quanh năm đau ốm thuốc thang. Bà năm trước con trai của ông Sậu có việc đi Sơn La, không may bị xe khách cắn chết. Từ đó gia đình của ông Sậu sa sút thấy rõ, chỉ còn trông cậy vào ít ruộng và nghề xoay ếch đêm của ông. Hai ông bà sống như hai cái bóng mờ, nương tựa vào nhau trong căn nhà ba gian truyền từ đời trước. Giờ này ngồi nhìn xác của ông Sậu nằm chết cứng, ông Ngạc đã bắt đầu đâm ra hoảng sợ. Chưa biết xử lý thế nào thì bỗng nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi, tiếng sấm động, còn tiếng chân người lẹp bẹp đạp trên đất ruộng ẩm ướt. Ông Ngạc ngồi thụp xuống, chớp mắt nhìn về phía đầu bờ đất. Tiếng bước chân người đạp trên cỏ mỗi lúc một gần hơn. Có hoảng sợ, ông Ngạc vội vàng nằm đè lên cái xác, co mình lấy áo mưa bằng lá cọ để che chắn. Dù chỗ này nằm sát với bờ ruộng lớn, thế nhưng bên trên cỏ mọc tùm. Mảnh áo mưa bằng lá cỏ cũng như hòa vào trong bóng tối sâu thẳm. May phước kẻ kia không có phát hiện ra. Ông Ngạc nằm đè lên xác, mặt hé ra nhìn, nín thở chờ đợi với tiếng tim đập bình bịch. Tiếng bước chân trên nền đất nhão nhét,
càng lúc càng tới gần hơn. Và đúng lúc kẻ ấy bước sát tới chỗ ông Ngạc thì bỗng nhiên con bù nhìn đổ ập xuống đất. Nghe tiếng động, kẻ trên bờ vội vàng dừng lại ngoái đầu nhìn, nhưng đoán chừng gió lớn làm đổ cho nên cũng chẳng bận tâm thêm. Nằm co ro trên cái xác lạnh cứng, ông Ngạc tưởng như mình vỡ tim mà chết. May mắn sao tiếng bước chân cũng xa dần, nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm. Lúc ấy ông Ngạc mới hú hồn ngồi dậy, nhưng đối diện với cái xác co quắp này, cảm giác lo sợ trong ông lại dâng lên. Dù không phải là người học cao hiểu rộng, nhưng ông Ngạc cũng hiểu một đạo lý: giết người ắt phải đền tội. Dù cái chết của ông Sậu hoàn toàn là vô tình, nhưng mà dù thế nào thì cảnh tù tội cũng phải mang. Nếu ông đi tù rồi thì thằng Nhiên sẽ sống sau đây? Không còn thời gian để đắn đo thêm, nhân lúc quanh đây chẳng có bóng ma nào lai vãng, ông Ngạc hoảng hốt xúc cái vá xác lên vai, một mảnh đi thẳng về hướng của nhà mình. Đem cái xác lấm bùn đặt vào trong nhà kho. Đến lúc này thì ông Ngạc mới thật sự rơi vào bấn loạn. Ông phải phi tang cái xác này để không ai phát hiện ra. Nhưng trước hết, ông phải quay lại ruộng một lần nữa, thử vén đám dây đã thầm ra quanh ruộng, cắm lại con bùa nhìn ở vị trí cũ, sau đó hớt hải quay trở lại nhà kho. Nhìn cái xác co quắp nằm đó đã được phủ mảnh áo mưa để che đi nét tang thương, ông Ngạc đâm ra sốt ruột. Con sông làng này tương đối sâu và rộng. Thêm một chi tiết thuận lợi đó là nó cách vườn sau của nhà ông chỉ mấy trăm mét. Nhưng khốn nạn thay, bến sông ấy lại có mười mấy gia đình làm nghề thuyền trài, thế mặt sông làm nhà, ăn ngủ sinh hoạt cũng tại đó. Rồi cho đêm nay là một đêm giông tố, nhưng chẳng may có kẻ nào còn thức, thế ông quẳng xác xuống thì bỏ mẹ. Bản thân tính toán thiệt hơn hồi lâu, sau cùng ông Ngạc nghiến răng quyết định phải đào sâu chôn chặt, để bí mật này mãi mãi không một ai hay. Nghĩa địa của làng này cũng tương đối gần, ngày thường vốn ít người qua lại, nay gặp đêm mưa như vậy thì nhất định chẳng có ma nào lai vãng. Thế nhưng vạn nhất lại gặp người thì cũng nguy to. Sau cùng ông Ngạc quyết định đào huyệt phi tang xác ngay ở vườn sâu. Từ đây tới sáng còn 5 tiếng đồng hồ, ông Ngạc phải ra tay hành động ngay trước khi tin ông Sậu mất tích đồn ra. Nghĩ là làm, ông Ngạc đội mưa đi xăm xăm lên bếp, nhanh tay quay trở lại với một cái xẻng. Nhìn ngó ráo rác một hồi, ông quyết định sẽ đào một cái huyệt mộ tại đám đất sát bên nhà kho. Nơi đó ông mới đào gốc trễ một cây nhãn. Ở đó đã có sẵn một khoảng đất thấp hơn mặt vườn. Không đắn đo một giây, ông Ngạc nắm chắc cây xẻng, tay bắt ngay vào công việc. Cây xẻng liên tục sắn xuống, hất từng đám đất lên trên. Ông Ngạc cắm đầu làm không hé răng bần thần đến một lời. Mưa dường như càng nặng hạt, gió cũng rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng, nhưng may là khoảng đất này đã được đào trước đó, cho nên chỉ khoảng một tiếng sau, ông Ngạc mừng húm khi huyệt mộ đã hình thành. Vừa lóp ngóp trôi lên từ hố đất hình chữ nhật, chợt loáng thoáng trong tiếng gió mưa, ông Ngạc thẳng thốt khi nghe tiếng gào khóc vọng tới từ bên kia nhà hàng xóm. Nhà bên đó có một người mẹ già độ ngoài 80, bệnh tình trở nặng và có lẽ đêm nay qua đời. Thế kể việc của mình phải lo trước, cắm cái xẻng xuống, ông Ngạc đang tính cõng xác trong kho thì bất chợt nghe tiếng người gọi vọng lại từ ngoài cổng. Hoảng hốt đi vội lên bên hông nhà, ông Ngạc nấp sau bức tường và căng mắt nhìn ra hướng hàng rào. Trong màn mưa trắng như đang bao phủ, một bức mạng che mắt. Ông thấy người con gái lớn của bà cụ hàng xóm đứng lù lù bên ngoài, tay đang cầm đèn pin sáng rực. Ông Ngạc cảm thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của mụ già không chồng không con. Quen biết nhau từ lâu vì là hàng xóm cùng ngõ, nhưng ông không ưa gì tính cách của mụ này. Nhưng sự xuất hiện của mụ lại vô tình nhắc nhở ông về một yếu điểm chết người mà ông cũng vừa phát hiện ra. Trước khi đi đóng cánh cửa chuồng gà, ông đã mở điện nhà trên. Vì khi thấy cái xác người nằm co quắp bờ ruộng, tâm thần của ông trở nên bấn loạn đến độ quên cả tắt đèn. Đèn sáng mà gọi mãi không ra, nếu cứ cố tình trốn tránh không gặp, chỉ tổ làm cho người ta sinh nghi. Đắn đo vài giây, ông Ngạc giả bộ lật đật chạy lên rồi mở cổng thái độ để miễn cưỡng. À, bà Nhâm hả? Có cái chuyện gì mà sang tìm tôi giữa đêm hôm mưa gió thế này?
Người đàn bà chạc tuổi ông âu sầu bảo: bố tôi vừa mất rồi ông ạ. Các cụ trong họ bảo đi kiếm nắm xà về để giã nát và nắn tay chân cho bà cụ. Bên nhà chẳng còn cậm nào, sang đây xin ông một ít. Ông ngạc giả bộ thẳng thốt: ơ, cụ mất rồi hả? Chết thật đó. Thì tôi phải sang phân yêu với gia đình ngay. Như nhận ra sự lạ, bà Nhâm vội nhắm mắt: ông làm sao mà quần áo ướt đẫm thế? Người ngậm cứ như là chui ở lỗ mã lên vậy. Giật mình, ông ngạc cố bịa ra một lý do: à, không sao đâu, đang ngủ thì tôi nghe tiếng sấm nó đánh lớn quá, tôi choàng tỉnh, thấy cái cửa chuồng gà quên chưa đóng, sợ cây cáo nó mò vào cho chạy ra khép lại. Khốn nạn là ra đến đó trượt chân, úp mặt vào vũng bùn. Thế bà đợi tôi một lát nha, tôi nhổ cho khóm xả, đợi ở đấy. Nhưng bà Nhâm vội bảo: ông đi thay quần áo đi, kẻo nhiễm lạnh đó, để tôi tự nhổ được rồi. Ông Ngạc chưa kịp phản ứng, người đàn bà đã sầm sục đi vào bên trong. Vì là hàng xóm cận kề cho nên đường đi nước bước trong đây, bà Nhâm chẳng hề lạ. Riêng ông Ngạc thì sợ tới mức tái mặt, mồ hôi rịn ra đầy thái dương. Rồi lúc đó trời đang mưa và không khí đêm muộn tương đối lạnh. Sợ việc bị phát hiện, ông Ngạc vớ lấy một cái hòn gạch phồng nằm lăn ở dưới đất, sầm sầm tiến theo bà Nhâm. Địch bụng là một khi bà này phát hiện ra xác chết sẽ thủ tiêu. May sao vừa đi qua đoạn hông nhà thì có một xóm xà. Bà Nhâm nhổ vội, quay lại nói thêm vài câu đái bôi rồi về ngay. Khoai nhanh lại cánh cầm tắt vội điện trên nhà, ông Ngạc hoảng ngút đi nhanh ra vườn sau. Tiến vội về căn nhà kho để tiếp tục công việc táng xác đêm mưa. Vừa đến cửa nhà kho, qua ánh chớp chói lòa rọi xuống, ông Ngạc thất kinh khi thấy mảnh áo mưa đắp trên thân xác đã được lật ra, để lộ ra cái thân co quắp nằm bẹp ở sàn. Cương mặt xác chết dính bùn, hai mắt nhắm hờ và khoang miệng há ra không còn sinh khí, khiến cho ông Ngạc giật lùi theo phản xạ. Giây phút giật mình trôi qua rất nhanh, ông cố gắng dốc lại tinh thần xử lý cho gọn gàng. Cõng cái xác ra gần hố đất, ông Ngạc lẩm bẩm: việc này thật là tôi cũng rơi vào bước đường cùng, tôi phải làm vậy, xin bác đừng oán tôi. Nói rồi ông dứt khoát đẩy cái xác xuống đỗ nguyệt. Nhìn cái xác còng queo nằm trong lỗ đất nhớp nháp, ông Ngạc tư lự một chút rồi chụp ngay lấy cái xẻng. Cánh tay mỏi nhừ vì bùn đất bám rít vào lưỡi xẻng, nhưng ông không dám nghỉ. 15 phút sau ông đắp lại ngôi mộ, thu dọn xẻng, đưa mắt nhìn quanh, cắm đầu bước lên nhà trên. Mưa vẫn đang rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào ở bên tai, sớm chớp lập lòe như giận dữ. Ông Ngạc toàn thân ướt đẫm như chuột lột, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng. Bí mật về tội ác tày trời đã được chôn giấu. Dù thân thể đang mệt mỏi rã rời, nhưng ông Ngạc không cho phép mình ngả lưng. Tắm rửa thay đồ xong, ông đội mưa lao sang nhà hàng xóm để phụ đám ma. Hơn lúc nào hết, bên nhà hàng xóm lấy tắm rửa thay quần áo cho bà cụ đang diễn ra. Ông Ngạc chọn một chỗ đông người, rồi hạ mình ngồi xuống đó. Mặt cũng thoáng ra một nét buồn cho nó hợp với hoàn cảnh. Sáng hôm sau đem ít thức ăn về nhà cho em trai. Ông Ngạc tranh thủ một giấc, sau đó quay lại đám ma để phúng điếu. Trong mầm cụ ấy, ngày đám đàn bà kháo nhau về việc ông Sậu đi bắt ếch đêm bị mất tích. Ông Ngạc cũng sừng sốt bàn ra tán vào. Rồi đáp án ông đã biết tổng từ đêm qua. Nán lại đám ma thêm một lúc, ông Ngạc sực nhớ ra một thiếu sót trong việc phi tang xác đêm qua. Vậy nên ăn xong, ông kiếm cớ chuẩn về, đem một nắm mạ đi dặm lại vị trí nơi ông Sậu nằm chết đêm qua. Nhưng cây lúa non đổ rạp đều được ông nhổ lên, sau đó thay bằng những cây mới, chỉ để xóa sạch mọi dấu vết sót lại. Vừa mới dặm xong cây cuối cùng, đứng phắt người lên, thì đột nhiên ông Ngạc giật thót tim khi cảm nhận có một bàn tay lạnh ngắt vừa chộp lấy gáy của mình. Cùng với đó ông còn nghe tiếng nghiến răng ken két vọng tới. Tiếng động đó lớn quá lại sát bên tai, làm trông hoàng hồn quay ngoắt người lại. Sau lưng ông chỉ có đám ruộng rộng rãi, ngập trong một màu xanh ngắt, hoàn toàn chẳng có thấy bóng dáng của một ai ngoài nó, con bồ nhìn dùng để đuổi chuột. Cơn gió mạnh sập tới khiến cho đám ni lông buộc ở hai cánh tay của nó đang phần phật bay, đập cả vào mặt của ông. Đổi lại sau một bước lặng người mất mấy giây, ông Ngạc chân chối nhìn rồi lẩm bẩm: mẹ kiếp chứ, giật cả mình, làm quái gì có ai ở đây. Nghe mình nghe nhầm, ông vội vã trở về nhà.
rửa ráy chân tay, ông Ngằng tính vào nhà đút cơm cho em trai ăn, sau đó lại đảo qua đám ma phân yêu. Bưng tô cơm trên tay, ông tiến lại vén mồng rồi gọi: "Sẽ ăn cơm đi Nhiên ơi." Nhìn kém anh trai cùng mình vài tuổi, bị bệnh bại não từ lúc mới sinh ra, toàn bộ sinh hoạt ăn uống tắm giặt vệ sinh đều do một tay của ông Ngạc chăm sóc. Ngay cả việc nói năng với Nhiên cũng rất khó khăn. Quanh năm chỉ nằm bẹp một chỗ, bên trên giường sắc mặt trắng xanh của Nhiên đang lồng vào một nét cười quái dị. Đôi mặt trắng dã mà trừng trừng nhìn bát cơm trên tay của anh trai với một sự thèm thuồng. Miệng của Nhiên méo ra như người trúng gió, lúc nào đôi môi cũng trễ xuống và cái lưỡi già ngoằng tím thâm. Há miệng ra để cho anh mình đút cơm, nhìn nhai nhồm nhòm như đầm ma đói. Thật cái bát cơm ụ đầy một cốc nước đã bay sạch. Với lấy cái khăn lông đang ngả màu ố vàng còn để ở đầu giường, ông Ngạc lau nhanh mồm miệng cho em trai, sau đó thì đứng lên rém lại mùng màn. Vừa mới nhòm người đứng dậy tính đi xuống bếp, bỗng dưng ông Ngạc giật thót mình, ớn lạnh quay lại. Bề tai của ông rõ ràng vừa nghe tiếng nói và tiếng nói phát ra từ phía em trai của ông. "Ngạc ơi." Ông Ngạc sừng sốt quay lại, vội mén mùng màng. Ông nhìn em của mình rồi đăm đăm hỏi: "Nhiên à, chưa vừa gọi anh đó hả?" Nhưng thằng Nhiên vẫn bày ra một nét ngờ nghịch như mấy chục năm qua. Chân tay của nó co quắp lại vẫn thể ra đầy quái gở. Tưởng mình nghe nhầm, ông Ngạc buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc rồi lại rém mồm đứng lên. Chiều hôm đó, sau khi cùng dân làng đưa tang cho bà cụ, ông Ngạc lại trở về thay bộ quần áo tinh tươm để chuẩn bị sang ăn bữa cơm mở cửa mà. Mới vừa tiến từ trong buồng ra tới Nhiên, ông thấy một người bạn cũ ở huyện bên đã lâu không gặp ghé thăm. Hồ hời mời bạn vào trong nhà, ông Ngạc pha nhanh ấm trà rồi cùng bạn đàm đạo. Tầm nửa tiếng sau thì người bạn này cũng xin phép cáo lui vì trời đã đổ sang sầm tối. Trước khi ra về còn tặng ông Ngạc một con chó con làm quà. Cảm mừng, ông Ngạc đem con chó vào trong nhà, chốt cửa cẩn thận, sau đó dạo chân sang hàng xóm để ăn cỗ. Bữa cỗ mở cửa mà kéo dài đến tận 8 giờ tối mới xong. Hôm ấy ông Ngạc uống hơi nhiều cho nên đã say túy lý. Vừa về đến nhà thì ông đã liền lăn ra giường để ngủ ngay. Bên ngoài trời lại chuyển gió, hệt như cái đêm ông phát hiện xác người ở ruộng lúa. Hơi rượu làm cho giấc ngủ của ông kéo tới thật nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, ông Ngạc đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi mà cơn mưa ầm ầm chút xuống và không khí trong nhà ọp ẹp trở nên lạnh cóng, khiến cho ông Ngạc bấy giờ ú ớ choàng tỉnh. Nhưng không phải do tiếng mưa, do cảm giác lạnh lẽo bủa vây khiến cho ông thức giấc, mà là do một cảm giác rất lạ. Ông Ngạc cảm nhận rõ bên má của mình nhột nhột, hệt như có thứ gì đó đang liếm trên mặt của ông, cùng một thứ mùi hôi hám cá khó chịu. Hé đôi mắt còn đang cay xè, ông Ngạc nhận ra con chó con bạn của mình mới tặng đang ngồi lù lù cạnh mặt của mình. Vốn là người yêu động vật, ông Ngạc kéo con chó nằm vào trong lòng, sau đó vuốt ve bộ đông xù xì của nó. Miệng của ông lẩm bẩm: "Cậu hôi quá, mai ông phải tắm cho cậu mới được." Nằm trằn trọc một lúc không sao có thể ngủ lại, thêm việc cổ họng đang khát cháy, ông Ngạc thở dài chống tay ngồi dậy rồi bước xuống giường tính ra ngoài kiếm nước uống. Thế nhưng chưa kịp đứng lên thì con chó nghe tiếng động ngóc đầu dậy. Nó đăm đăm nhìn theo hành động của ông, rồi trong thoáng chốc nó đứng phắt dậy. Con chó nhe hàm răng như là mấy cái gai bưởi non, ngoạm lấy vật áo của ông rồi kéo giật lại, hệt như muốn ngăn cản vậy. Tưởng con chó muốn đùa nghịch, ông Ngạc bế con chó lên rồi đặt nó sang một góc giường, đoàn lảo đảo đi nhanh ra nhà ngoài. Hạ mình ngồi xuống trên bàn nước, rót nhanh cốc trà, ông Ngạc ngửa cổ và tu cạn. Vừa định đặt cốc trà xuống, ngay lập tức đôi mắt của ông dõi về hướng giường của em trai. Qua ánh đèn đỏ ngủ quạch trên bàn thờ hắt xuống, ông giật mình khi thấy em trai của mình còn đang thức. Thường ngày Nhiên thường lăn ra ngủ rất sớm, sớm qua đánh bên tai cũng không hề tỉnh lại. Vậy mà bây giờ đã quá nửa đêm, nó vẫn còn thao thức hai mắt. Khẩm,
Đúng ra là hai mắt của nó đang trợn ngược lên và chừng chừng nhìn về phía của ông đang ngồi. Một mình ngồi trong căn nhà u ám với không gian rộng tốt bên ngoài, vô tình ánh mắt này khiến cho ông Ngạc không khỏi giật mình. Trong không gian ngập trong màu đỏ ối, đôi mắt của thằng Nhiên tại sao lại ánh lên sắc xanh như đầm mắt mèo như vậy? Thậm chí ông Ngạc còn cảm thấy trong tròng mắt của nó loang đỏ một màu, màu của điềm báo chết chóc. Cây cốc mắt trầu trong tay của ông Ngạc rơi đánh cạch xuống bàn. Ông hoảng hốt rồi hét lớn: "Chú làm gì vậy Nhiên?" Tiếng quát của ông Ngạc vang lên rất lớn, khiến cho thằng Nhiên nhật nảy cả mình. Ngay lập tức thần sắc trên khuôn mặt của nó đã thay đổi 180 độ. Đôi mắt cũng trở lại trắng dã như thường ngày, với những tiếng ú ớ vô nghĩa phát ra từ trong cổ họng. Bật nhanh công tắc đèn, ông Ngạc đi vội lại giường em trai, rồi vén mùng nhìn vào bên trong. Mới thấy tấm chăn chặn ngang cổ em của mình, ông vội đưa tay kéo thấp xuống. Trong đầu của ông thầm nghĩ, có lẽ đây là lý do khiến cho thằng em của ông tỉnh dậy giữa đêm. Đầu ông chắc chắn vì hơi rượu, ông Ngạc lảo đảo tắt điện và đi về buồng riêng. Bóng của ông vừa khuất sau mảnh tre thì chợt thằng Nhiên lại trừng trừng đôi mắt. Không còn sắc xanh kỳ dị, nó cũng chẳng còn một màu loang lổ, mà đôi mắt của nó biến thành hai cái hố sâu đen sì. Cái lưỡi của nó thè ra đầy quái gở và đôi môi bập bập như là đang muốn nói điều gì đó không thành tiếng. Hạ mình nằm xuống giường, ông Ngạc trằn trọc thêm một lúc rồi mới có thể ngủ lại. Thế nhưng chưa được bao lâu, con chó đang cuộn mình trong lòng của ông đột nhiên đứng dậy. Con chó chậm chậm nhìn vào hai cánh cửa sổ hướng ra vườn sau, sau đó thì nó sủa lên inh ỏi. Đang ngon giấc bị tiếng chó đánh động, ông Ngạc bấy giờ nhoài người kéo con chó vào trong lòng. Trong đầu của ông lúc ấy đoán con chó lại nhà sủa lên là chuyện thường, nhưng con chó cứ vùng vằng như là phải bà, tiếng càng lúc càng lớn hơn. Thế là ông Ngạc liền hé mắt ra nhìn. Qua ánh đèn quả nhót cắm vào ổ điện trên tường, ông thấy con chó dựng hết lông, đôi của nó cóp lại, ánh mắt của nó như hai hòn lửa nhìn chăm chăm về cánh cửa sổ. Thế kỳ lạ, ông Ngạc nhòm người dậy, sau đó quay nhìn theo hướng đó. Thế hai cánh cửa sổ vẫn còn đóng im. Ông chấp miệng xoa đầu của con chó rồi đầm bầm bằng giọng mệt mỏi: "Có cái gì mà cậu cứ sủa nhặng lên thế hả?" Nhưng mà đột nhiên ông Ngạc bấy giờ giật mình khi nghe tiếng đội nước bị bõm vang lên ở vườn sau. Vườn sau của nhà ông nằm ở địa thế trũng, gầm cơn mưa lớn tầm tã như vậy thì chỉ tầm nửa tiếng sau, nước đang ngập đến tận mắt cá chân. Nhà chỉ có hai anh em, thằng Nhiên thì chẳng thể rời khỏi giường, còn ông thì đang ngồi đây. Vậy tại sao lại có tiếng chân người ở vườn sau? Sự nhớ đến đám trộm cướp hay mò vào trong bắt gà. Lẽ nào đêm nay nhân lúc mưa gió, đám mất dậy đó lại lẻn vào đây kiếm chắc? Ban đầu thì ông Ngạc tính lao ra vườn để xem xét, thế nhưng tính ra là mình ở ngoài sáng, trộm nó ở trong bóng tối. Lỡ ngỡ ra gặp thằng liều mạng thì chỉ có thiệt thân. Vậy nên ông Ngạc lấy cái đèn pin con thỏ, mở nhanh cái chốt cửa sau đó rồi dọi thẳng ra vườn. Miệng của ông quát lớn: "Đứa nào rình mò nhà tao đây?" Ngọn đèn pin con thỏ dọi khắp ngóc ngách, không chừa một mét đất nào, thế nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của một ai. Ông Ngạc căng mắt ra nhìn kỹ một lần nữa. Lẫn trong màn mưa răng răng, gió đêm hơi ẩm sộc vào làm trông rùng mình một chập. Và khi ánh đèn dọi tới hàng rào gỗ sau nhà, ông Ngạc bấy giờ hoảng hốt ra mặt, cái ốc toàn thân nổi dựng lên. Qua ánh đèn pin xoay dọi và qua ánh chớp trời, tim ông như muốn thắt lại khi thấy thấp thoáng sau hàng rào gỗ cuối vườn có một thân người mặc áo mưa đang đứng nhìn chăm chăm về chỗ của ông. Ông Ngạc dùng mình ớn lạnh, ú ớ bò giật lùi lại mấy bước rồi dụi mắt nhìn. Lần này ông mới nhận ra đó không phải là người nào cả, mà là con Bù nhìn bằng tre, đầu đội nón mê, hai cánh tay buộc hai túm ni lông. Rõ ràng ông đã cắm nó lại tại vị trí cũ, tức là ngay sát mép bờ gần đường ruộng, đúng nơi phát hiện ra xác của ông Sậu. Tại sao giờ này nó lại đứng lù lù ở sau hàng rào thế kia? Đóng sầm hai cánh cửa sổ lại, ông Ngạc bằng hoàng tiến ra nhà ngoài rồi mở hết đèn đóm. Cảm giác rùng mình càng lúc càng dâng lên trong tâm khảm. Con chó còn cũng thôi ngừng sủa,
lẹo đéo tiến theo ông ra gian nhà ngoài. Xuân Dậy móc ra một điếu thuốc du lịch nhăn nhúm, ông Ngạc châm lửa, rít mấy hơi cho bình tâm. Chưa bao giờ ông mong trời sáng như là đêm nay. Mưa vẫn trút xuống ầm ầm, lẫn trong tiếng gió vùn vụt, tiếng cầu siêu ở nhà bà hàng xóm vọng tới, tiếng được tiếng mất, vô tình họa lên một khung cảnh đầy liêu trai. Thời gian nặng nề trôi qua từng khắc, cảm tưởng một tiếng lâu như một ngày. Giết sạch hết bao thuốc, uống hết hai ấm trà, cuối cùng tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới cũng vang lên. Mưa đã tạnh từ lúc 4 giờ sáng, bầu trời đen thẫm nhường chỗ cho những ánh ban mai đầu ngày, biến cho không gian thêm phần sinh khí. Mở toàn hai cánh cửa chính để nắng sớm lọt vào nhà, ông Ngạc tiến hành ra sân, quả quyết đi thẳng lại vườn sau để xác nhận lại hư thực. Mới bước qua hít thông nhà và dõi mắt nhìn ra, ông ú ớ cứng họng vì bên hàng rào làm gì có con bù nhìn nào đang đứng. Để chắc ăn hơn, ông vội đi ra cuối vườn, mà hàng rào đi ra ngoài ruộng. Con bù nhìn vẫn cắm ở vị trí cũ, chỉ nghiêng ngả về một bên, có lẽ do trận mưa đêm qua. Ông Ngạc tiến lại rút con bù nhìn lên xong xoay thật kỹ, sau đó cắm lại vị trí cũ. Lầy lầy mấy lần thấy cho chắc chắn, ông mới thở phào một hơi, rồi quay bước ngược lên trên vườn. Mới bước vào căn nhà kho, chợt ông Ngạc xanh mặt mày, hoảng hốt giật lùi lại đằng sau. Khoảng đất căn nhà kho nơi chôn xác của ông Sậu cao hơn mặt vườn, cho nên nước mưa không hề ngập tới. Nhưng cơn mưa thối đất thối cát đêm qua đã làm cho bùn nhão ra, vị trí huyệt mộ đất mới được đắp lại chưa lâu, qua đêm giông tố đã bị giạt đi một mảng. Và có lẽ cái xác chết đang trong quá trình phân hủy, gặp nước nên là trương lên, vô tình khiến cho một góc áo mưa màu xanh đậm thò ra khỏi mặt đất. Đây chính là điều mà ông Ngạc không hề dự tính tới. Sau giây phút kinh hoàng thì ông Ngạc ngay lập tức chạy vào bếp, lấy cây xẻng rồi đào đất chỗ gốc tre, đem lấp đất lại huyệt mộ. Để cho chắc ăn, đông còn xúc đi rất nhiều sỏi đá phủ lên, sau đó thì vần về một chậu cây lớn ở sân trước lại, đem đè lên cho an tâm. Gặp người đứng thở hồng hộc, ông Ngạc yên chí đoạn tính trở lên nhà trên. Đúng lúc đó từ hướng cánh ruộng chẳng có con quạ đen bay về. Con quạ đầu trên hàng rào, ánh mắt ma quái dõi theo từng động tác của ông. Ông Ngạc chợt cảm thấy rợn người, vội quay đi và lật đật trở lại sân trước. Vừa mới tiến qua đoạn hông nhà, ông giật mình chết khiếp khi thấy con quạ quái thai ban nãy đã lù lù đậu ở sân ngay trên hòn non bộ, đã bám đầy rêu mốc. Dường như sợ ông Ngạc không nhìn thấy, con quạ vỗ cánh phành phạch, sau đó nghển cổ gào lên ba tiếng. Ông Ngạc đứng cựng lại mất vài giây, sau đó chộp lấy hòn sỏi trên sân nhắm con quạ ném mạnh. Con quạ vỗ cánh bay đi cũng là lúc bên trong nhà tiếng con chó lại sủa lên inh ỏi. Giật thoát mình, ông Ngạc vội đi vào bên trong, thấy con chó đứng án ngữ giữa cửa, mặt đầm đầm nhìn về giường thẳng nhiên. Ông Ngạc thấy thế bèn bế con chó lên. Trong giây phút tiếp xúc, ông có thể cảm nhận được con chó nhỏ này hình như còn đang run lên cầm cập. Thế là ông Ngạc vỗ về con chó rồi dõi mắt nhìn lên chỗ em của mình, nhưng chẳng thấy gì khác. Sợ nhớ đến đôi mắt của em mình đêm qua, ông Ngạc cố gắng trấn an, có lẽ do mình say rượu quán gà, cũng như việc ông thấy con bù nhìn sau hàng rào vậy. Vệ sinh cá nhân cho thẳng nhiên và ăn xong, ông Ngạc cũng thay nhanh bộ quần áo, sau đó đạp xe xuống xã có việc. Trên đường về bắt gặp một đám người tụ tập ở nhà bà Sậu. Ông Ngạc cũng rẽ vào vì đoán chắc đám này sang hỏi thăm. Cả chân trống bước vào trong nhà, ông Ngạc chào hỏi mấy người cho có lệ, rồi sau đó rầu rĩ hỏi thăm. Bà gái ơi, thì đã nghe ngóng được tâm hơi của bác trai chưa? Cũng mấy ngày rồi còn gì. Ngồi trên giường để đứa cháu họ bóp chân, bà Sậu thiểu não nói trong tiếng nấc. Chưa chú hả? Mọi người trong làng và trong họ đổ xô đi tìm rồi mà chả thấy. Tôi thì tôi e là ông nhà tôi lành ít dữ nhiều. Từ hôm đó đến nay tôi bồn chồn á, trong lòng như là có lửa đốt vậy. Một bà trung tuổi phỏng đoán. Tôi mới ở bên con gái về tới làng, nghe tin bác trai mất tích là tôi sang hỏi thăm. Có khi nào bác ấy tới nhà người quen chơi mấy hôm không? Hay là tới nhà đám bạn đồng ngũ? Không thím mà. Ông nhà tôi hiểu chứ. Ông ấy là người có nguyên tắc, đi đâu làm gì cũng báo cho tôi một tiếng. Cái độ này tôi đổ bệnh ốm to, liệt chiếu liệt giường,
cơm nước thuốc thang đều do một tay ông ấy lo. Lý nào ông ấy lại đi thăm họ hàng mà bỏ tự ở nhà một mình. Thế bà đã đi hỏi hết họ hàng chưa? Tự có nhờ đưa cháu đi hỏi rồi. Họ bảo là không có thấy ông nhà Tư ghé. Đúng lúc đó có tiếng nói lè nhẹ từ bên ngoài hàng hiên vọng tới. Đã bảo ông ấy còn ở trong làng này. Công các bà không nghe. Tôi đây này. Chính mắt tôi còn gặp ông ấy đêm qua. Giật mình ngó ra, ông Ngằng và đám người nhận ra thằng Tám Nát đang đào đào bước vào trong nhà. Tám là một thành phần bất hảo ở địa phương, đã từng mang hai án tù vì cái tội trộm cắp. Ra tù thì vợ ôm con bỏ đi, chán nản Tám đâm đầu vào rượu chè say sưa triền miên. Mới ngoài 40 mà Tám già như một ông cụ 60-70, mắt lúc nào cũng lờ đờ, ăn bẩn thì blích thích, cho nên trong làng chẳng ai thèm giao du. Ngay cả phần bần hàn như ông Ngạc cũng chẳng thèm tiếp xúc. Chờ cho Tám hạ mình ngồi xuống chiếu, bà Sầu sốt sắng hỏi. Chú bảo sao? Chú thấy ông nhà tôi hả? Có thật không? Thôi thì tôi lo đến quặn gan thắt ruột. Bà cứ lo bỏ chẳng răng. Đêm qua chính mắt thằng Tám này trông thấy ông ấy. Rõ ràng là thích tận mắt. Một cụ cao niên cảm mừng vội hỏi. Thế nhà mày theo ông ấy ở đâu? Có đúng hay không hay là say rượu hả? Tám quắc mắt nhìn kẻ đó rồi lè nhẹ kể lại. Đêm qua sau khi ăn ké đám cỗ mở cửa mà, Tám lảo đảo tìm đường mò về nhà. Vì cơn say dâng lên đỉnh điểm, đầu óc chích choáng, gã chân nằm đá chân chiêu, loạng choạng đi nhầm vào nghĩa địa. Rượu làm cho đầu óc tê dại, thêm gió ở bãi đồng mà sộc tới từ bốn bề, thành ra Tám lăn quay trên một ngôi mộ đá rồi ngủ ngon lành. Đến khi cơn mưa giả dích rơi xuống, hơi lạnh ngấm vào toàn thân mới làm cho Tám thanh tỉnh phần nào. Nhấn đôi mắt đờ đẫn nhìn hàng loạt ngôi mộ vây quanh, Tám chẳng những chẳng sợ, cứ như vậy trèo xuống vạch quần đáy rồi lảo đảo mò về nhà. Đi tắt qua con đường bờ ruộng, khi tới sát mảnh ruộng ở bãi đồng chiêm, Tám thấy trong màn mưa có một bóng người mặc áo mưa màu xanh đậm. Bên hông đeo một cái giỏ tre đang đứng lù lù cạnh đường, bất động như một bức tượng. Thế là Tám khẩn cưỡng tiến lại thì thấy đó là ông Sậu. Tám khề khà hỏi bằng giọng lè nhè. Ồ hay mưa gió thế này. Nhà có không về, bác còn đứng đây làm cái gì thế? Đi làm chén rượu cho nó ấm cật không? Thế nhưng ông Sậu không đáp, cứ bất động nhìn xuống mảnh ruộng. Sau đó ông Sậu lội xuống ruộng, rút một con bù nhìn lên rồi bỏ đi một nước. Gần đến đây thì Tám nốc thêm ngụm rượu rồi bảo. Gọi hai ba câu ông ấy không có đáp, chả biết là rút con bù nhìn đem đi đâu. Một gã chạc tuổi của Tám lúc này ngồi hóng chuyện như chó xem tát ao, thế vậy thì hỏi. Thế mày có nhớ cái khoảng ruộng đó ở đâu không? Mà bố mày, đã bảo là đường ruộng ra là bãi đồng chiêm mà. Ông mày không bao giờ say nhá. Cơ mà mảnh ruộng nhà ai tao chịu thôi. Mưa bỏ mẹ hơi đâu để ý. Nghe những lời này, đám người có mặt trong đó đều ngỡ ngỡ nhìn nhau. Bán tín bán nghi vì trước nay Tám có tận hay bốc phét. Bãi đồng chiêm có tiếng hàng chục mẫu ruộng, thừa nào chả cắm bù nhìn đuổi chuột, biết đâu mà lần. Tin làm sao được lời của thằng say. Ngồi thất chắc trên giường, bà Sậu đờ đẫn bảo. Đúng là ông nhà tôi. Đêm đi xoài ếch ông ấy mặc một cái áo mưa màu xanh đậm đó. Thì chú có thấy ông ấy đi đâu không? Sao lại không về nhà? Tám điện gãi đầu rồi đáp. Bữa gió bỏ mẹ đấy. Làm sao biết ông ấy đi đâu? Nhưng mà chả phải mất tích đâu. Đám người nghi hoặc nhìn Tám đăm đăm. Nhưng mà riêng ông Ngàng thì mặt mày đã tái mét. Nếu đúng như những gì Tám nói thì có lẽ hồn ma của ông Sậu đang hiện về. Và con nịnh nhân mà đêm qua ông thấy ngoài hàng rào là do vong hồn của ông Sậu đem đặt ở đó. Càng nghĩ ông Sậu lại càng đâm ra sợ. Cố gắng nán lại thêm ít lâu, lấy cớ có việc gấp, ông xin phép cáo lui. Trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang vô định. Tầng vòng bánh xe cũng vì vậy mà nặng nề hơn. Về đến nhà, ông Ngạc bần thần lôi thuốc ra hút. Lời kể của Tám về hình ảnh con bù nhìn trong màn mưa đêm qua sao lại khớp đến như vậy. Nhưng mà rõ ràng sáng nay lúc kiểm tra, ông vẫn thấy con hình nhân cắm ở đó, chỉ hơi nghiêng đi sau cơn mưa. Ông Ngạc rối bời trong muôn vàn suy nghĩ. Đang thẫn thờ trong hàng tá những điều lưu trai không thể nào lý giải, trẻ đông giật mình khi nghe tiếng con chó sủa đinh tai bên đông nhà. Đang tính tới xem có sự gì, ông lại nghe tiếng gọi oang oang vọng từ ngoài cổng. Nhà mắt nhìn ra, ông nhận thấy người tới là ông Thiếu,
một người bạn cùng làng cùng với đứa cháu nội 5 tuổi. Hai ông cháu sang nhà chơi đi hả, và làm chén trà với tôi. Tiến lại hàng hiên, ông Thiếu đặt thằng bé xuống rồi vội bảo: Thôi, tôi vừa mới uống trà bên ông Tuất, sang mượn bác cây thuống để đào chốc rễ mấy cái bụi trúc quân tử đây. Tiện thể cho tôi xin cái áo mưa hôm bữa bác mượn nha. Chiều nay có việc đưa bà nó sang huyện bên, nhà có mỗi cái mà trời này độ hay mưa quá. Sừng nhớ ra mấy bữa trước có mượn của ông Thiếu cái áo mưa. Cái áo mưa đó chính là cái áo mưa mà ông Ngạc dùng để chắn lên xác của ông Sậu khi kéo vào trong nhà kho. Hiện vẫn còn để ở trong đó, ông Ngạc bấy giờ liền vội bảo: À thế vâng, à, hai ông cháu đợi tôi chút nhé, à, tôi lấy rồi tôi đem ra liền đấy. Nói rồi ông Ngạc xăm xăm bước xuống bếp, lấy cho ông Thiếu cái xuồng rồi vội vàng đi xuống nhà kho, nằm sát bên hàng rào tính lấy cái áo mưa. Thế nhưng loay hoay mãi mà chẳng thấy cái áo mưa đâu. Ông Ngạc bấy giờ tìm hết mọi ngóc ngách, mặt mày toát cả mồ hôi. Đúng lúc đó thì tiếng kêu của ông Thiếu oang oang vọng xuống, làm cho ông Ngạc giật nảy cả mình. Ô hay, cái áo mưa đang mắng ở đây, không phải hả? Bác lọ mọ trong đó làm cái gì thế? Á khẩu mất mấy giây, ông Ngạc rùng mình. Thế ông Thiếu đang gặp cái áo mưa, ông Ngạc cả kinh đến tụt cả lưỡi. Đêm đó vì muốn che đi hình ảnh tang thương của cái xác lấm bùn, trước khi đào huyệt đã dùng chính cái áo mưa đỏ này để trùm tạm xác của ông Sậu. Cái áo mưa đã gột rửa, máng lại trong nhà kho. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây, bên phải hông nhà? Nhà chỉ có hai anh em, thằng Nhiên thì nằm liệt giường, ông thì không đả động gì tới. Vậy ai đã đem cái áo treo ở đây? Là ăn trộm nó mò vào phải không? Quá vô lý. Trộm nào mà dỗi hơi đem áo từ nhà kho lên đây để phơi? Họa chăng chỉ có làm ma làm? Mày nghĩ tới đó thì ông Ngạc bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Gặp xong cái áo mưa kèm vào trong bên nách, một tay bế cháu, tay kia cầm cây thuồng. Ông Thiếu nói thêm mấy câu rồi xin cáo lui. Ông Ngạc tiến bản ra tận cầm, sau đó tính bỏ vào trong nhà. Bất thình lình đứa cháu nội của ông Thiếu nói gì với ông nó: Ông ơi, về nhanh đi con sợ lắm. Có cái ông nào da trắng như là bôi vôi á, cứ đứng ở góc nhà nó chừng chừng lườm ông Ngạc con sợ quá. Lời nói run rẩy của đứa bé tròn vẹn vào tay của ông Ngạc làm cho ông càng thêm hoảng sợ. Tiến lại hàng hiên, ông Ngạc hoang mang nhìn vào trong căn nhà mà ngần ngại không dám bước vào. Con chó nhỏ nãy giờ cứ gầm gừ như gặp thiên địch, nay lại bày ra một bộ dạng nghịch ngợm, chạy tới quấn lấy chân của ông. Bế con chó trên tay, ông Ngạc tiến hẳn ra cửa bếp ngồi rồi bần thần sâu chuỗi lại sự việc. Hơn 50 tuổi đầu, đã không ít lần ông Ngạc nghe thấy người ta đồn thổi những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dân gian, về cõi của người đã khuất mặt. Do vậy là một người cứng cỏi và gan gấp, ông vẫn cho đó là hoang đường, là sản phẩm của trí tưởng tượng. Để ông chưa từng gặp ma, xem mặt ngang mũi dọc của nó thế nào, có gặp thì chắc cũng bị ông dọa cho té khói. Vậy mà giờ đây khi sâu chuỗi lại những sự việc ám ảnh lấy mình, ông Ngạc bắt đầu cảm thấy dao động. Lẽ nào những câu chuyện mà ông cho là thêu dệt ấy là thật? Cõi của người chết thực sự luôn tồn tại song hành trên dương thế? Lẽ nào nhà ông thực sự có ma quỷ tìm về? Đang thất thần trong hàng tá những suy nghĩ, bất thình lình con chó còn đang ngồi trong lòng của ông đột nhiên lao nhanh xuống đất. Nó chạy thẳng lên hàng hiên mà đứng vào trong góc nhà rồi kinh như vậy sủa nhặng cả lên. Con chó bé bằng bắp chân nhưng mà hung dữ thích tợn. Nó vừa sủa vừa giật lùi đoạn nhào lên cả hai chân trước vào không khí. Miệng mồm của nó cắn như là đang quần thảo với một kẻ thù vô hình. Ông Ngạc ngồi chết lặng ở cửa bếp, toàn thân dùng mình ớn lạnh như trúng cơn gió độc. Mồ hôi túa ra thái dương với cặp mắt trợn tròn. Nhưng trước con mắt kinh sợ của ông, chẳng thấy sự xuất hiện của bất cứ ai. Và trong khi ông Ngạc còn đang tái hết mặt mày thì đột nhiên con chó con lao vụt vào trong nhà, càng sủa càng hăng. Ông Ngạc chớp mắt nhìn theo và trong chốc lát đã thấy con chó chạy lại gần. Nó ngồi trong lòng của ông mắt đăm đăm ngó nhìn vào trong nhà, hừng hừng lên từng tiếng như là trẻ con bị nấc cụt. Ông Ngạc ôm ghì lấy con chó, hai mắt cũng dần lộ ra một cảm giác hoảng sợ. Ông cứ ngồi ở đó một lúc lâu rồi dám vào nhà vì trời đã chuyển mưa. Câu mày con chó con chẳng còn bày ra bộ dạng hung dữ,
cũng làm cho ông yên tâm được phần nào. Ngồi bần thần rít thuốc, ông Ngạc thầm mừng tượng một điều kinh khủng. Hễ khi nào mà con chó sủa ầm ĩ lên một lúc thì lúc đó những sự việc kinh khủng sẽ xảy đến. Nào là con bù nhìn ở sau hàng rào, nào là ánh mắt của thằng Nhiên, nào là con quạ đen trước nhà. Rồi gần nhất là cái áo mưa đậy xác và cả sự việc mắt ông không thấy vừa rồi. Ông Ngạc hú hồn nhận ra hình như con chó con mà bạn ông tặng có khả năng thấy ma và cảnh báo ông khỏi hiểm cảnh. Vậy lẽ nào vừa rồi chính nó đã đánh nhau với ma ở trong nhà? Lần đầu tiên trong chính căn nhà của mình, ông Ngạc chợt cảm thấy một cảm giác rợn rợn vương đầy tử khí. Ông vừa tính đứng dậy đốt nhang cho gia tiên thì chợt linh cảm có một người nào đó đang nhìn mình chừng chừng. Ông đứng phắt dậy, ráo rác nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Cảm giác rợn rợn cái ốc vừa xong cũng biến mất. Bản thân mất mấy giây, ông mới can đảm với tay lấy mấy nén nhang. Nhang chưa kịp đốt thì bất thình lình con chó lại sủa ầm lên và hướng về nó sủa không phải đâu khác, chính là chỗ giường nơi thằng em mắc bệnh bại não của ông đang nằm. Ngay lập tức ông Ngạc quay ngoắt nhìn về hướng đó, mấy nén nhang trong tay của ông rơi xuống nền nhà. Cộng với đó là một cảm giác uốn nóc, xâm chiếm não bộ, và chính mắt của thằng em đang nhìn ông chừng chừng. Trong mắt loang đỏ một màu máu hệt như đêm trước. Nhưng chỉ một giây sau con chó cũng ngừng sủa. Đôi mắt của em ông cũng trở lại cùng bộ dạng ngờ nghịch thường ngày. Ông Ngạc cứ đứng nhìn em của mình đăm đăm không dám cạch chớp mắt, nhưng thật sự chẳng có gì thêm xảy ra. Chiều hôm đó ông Ngạc chẳng màng cơm nước, đã vội vàng đạp xe sang làng bên tìm thấy một người bạn tên Phước. Ông Phước và ông Ngạc là bạn của nhau từ dạo còn đi lính. Sau khi xuất ngũ cũng năng sang nhà nhau, và ông Phước có mở một cửa điện để hành nghề bói toán. Sang tới nơi thì ông Phước đang ngồi uống trà đọc sách. Ông Ngạc xà vào ngay: "Bác Phước à, mấy dạo gần đây chẳng hiểu sao tưởng hay thấy những sự việc ám ảnh quá, nhất là thằng Nhiên em thôi." Ông Phước căn vặn nguồn cơn, nhưng ông Ngạc giấu nhẹm việc giết người chôn xác. Ông Phước nhìn bạn của mình ra chiều thương cảm. Ông không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào cho xuôi chèo mắt mái. "Tôi biết là bác khổ vì thằng Nhiên, nhưng biết làm sao hơn được. Dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt." Ông Ngạc tiếp tục đem những chuyện lạ khác xảy ra. Ông Phước ngồi lắng nghe một lúc rồi bảo: "Phàm là việc gì thì cũng phải biết cặn kẽ nguồn cơn. Tôi đề cống cho nhiều gia chủ cho nên gặp nhiều việc kinh sợ. Nếu đúng như bác nói thì ắt hẳn trong nhà có oan gia trái chủ, hoặc nặng hơn là bị vong ám. Mà đã là việc đường âm thì phải chỉ cho đứt, kẻo mà ám ảnh tới chết." Ông Ngạc thất sắc: "Vong ám nhà tôi?" Ông Phước nhấp một ngụm trà rồi chép miệng: "Lắm lúc tôi định nói lại bác chú buồn. Thằng Nhiên nó bản mệnh nó bị khiếm khuyết, đúng ra là 7 vía khuyết 2. Những đứa như là nó sẽ bị ốp xác, dân gian mình hay gọi là ma nhập hay là ma mượn xác. Bây giờ tôi sẽ cho bác 2 lá bùa chấn chặt và định vong, mong rằng cách này có thể xua đuổi cô hồn dã quỷ." Nói rồi ông Phước tiến vào điện thờ lấy ra 2 lá bùa, một màu đỏ một màu vàng, rút cho bạn của mình. Ông Phước liền bảo: "Lá bùa màu đỏ này là bùa định vong, bác đem về bỏ dưới gối của nó. Còn lá bùa màu vàng này bác đem dán thẳng ở cửa ra vào nhằm chấn trạch đất đai, mong là mọi sự yên ổn." Từ giã bạn của mình, ông Ngạc đem theo 1 con gà cho bạn rồi đạp xe trở về làng trong nỗi rối bời để ưu tư. Mới tới cổng làng, ông vô tình bắt gặp Tám đang khật khưỡng chân nằm đá chân chiêu. Sự nhớ câu chuyện nó kể hôm qua tại nhà bà Sậu, ông vội vàng kẻ xe lại gần rồi bảo: "Tám à, cái chuyện mày gặp ông Sậu ở bờ ruộng có thật không?" Tám bấy giờ mặt mày đỏ gay lè nhẹ nói trong hơi rượu: "Lão Ngạc à, mẹ kiếp, tao thấy 3 năm rõ 10 cho nó chả tin. Rõ ràng tao thấy ông Sậu vác con hình nhân đi trong mưa mà. Ông ấy cứ im thin thít đi nhanh lắm, thoát cai chả thấy đâu. Thế mày có nghe ông nói gì không?" "Không, ông ấy đi nhanh lắm, thoát cai trả thấy, cứ như là ma nó." "Sao hả? Ông nợ tiền lão không có trả ngay hay sao mà hỏi lắm thế?" "Hàng xóm quen biết tao hỏi vậy thôi." Tám nhíu mày nhìn ông Ngạc, sau đó khề khà nói trong hơi men: "Có khách hả? Hay là chở đi đâu đây? Tính về làm mội nhậu hả? Nhớ gọi Tám nha." "Mày bảo cái gì? Khách nào chở ai?" Tám liền chớp mắt trỏ tay sau yên xe: "Ồ hay, khách lão đang chở sau xe đi. Bác gì ơi, làm vài chén không?"
Ông Ngạc hoảng hốt quay lại đằng sau. Sau xe của ông làm gì có ai? Do vậy cảm giác ướt lạnh xâm chiếm toàn thân khiến cho ông rùng mình. Như có một làn gió lạnh buốt đang quấn thân. Về nhà thì trời đã đổ sang 3 giờ chiều. Dù trong lòng còn đang rất đỗi hoang mang, nhưng ông Ngạc vẫn phải lo cơm nước cho em. Đem hai lá bùa dán ở hai vị trí ông Phước đã dặn. Ông Ngạc bần thần đắm mắt nhìn khắp nơi. Căn nhà thừa hưởng từ thời tiền nhân, nên cả đứa em trai thân thuộc cũng đều trở nên lạ lẫm. Mất một lúc sau, ông mới cho em của mình ăn xong. Ông Ngạc tiến ra hàng hiên cùng bộ ấm trà và con chó nhỏ. Ngồi vuốt ve con chó, ông chỉ biết nén nỗi lo trong lòng. Một lúc lâu sau thì dáng chiều tà đã dần lụi, bóng đêm đã mòn mèn ập tới. Bỏ lên những lũy tre trước nhà tạo thành một hình thù ma quái như một mái tóc rối, khiến cho ông Ngạc chẳng dám nhìn lâu. Ông Ngạc hoang mang trong hàng tá câu hỏi không có lời giải. Đầu óc của ông đang vướng bận, cho nên không nhận ra trên ngọn cây nhãn mọc bên kia đường, từ lúc nào đã có con quạ đen đậu ở đó, trừng mắt nhìn vào trong nhà. Buông một tiếng thở dài đầy tâm sự, ông tiến vào trong nhà lấy bộ quần áo bỏ ra nhà sau đi tắm. Ông tranh thủ tắm giặt vệ sinh trước khi bóng đêm vĩnh cửu bao trùm lên ngôi nhà. Nhà tắm của gia đình nằm cách căn bếp không xa. Cạnh đó có trồng một cây xoài có tàn lá lớn, một phần trùm kín cả mái nhà tắm. Xích về hướng tay bên trái tầm 10 mét, sát cạnh hàng rào là cái nhà kho và ngôi mả đã được che đậy kỹ càng. Ông Ngạc quay mặt đi, tránh đối diện với khung cảnh u tối đó. Thay quần áo xong, ông bắt đầu múc nước tắm. Dòng nước hơi lạnh làm cho ông khẽ rùng mình, nhưng đầu óc được thanh tịnh hơn. Đợi một lúc lâu thì ông nhanh chóng lau người ngậm đầu tóc, mặc lại quần áo. Nhưng còn chưa kịp mở cửa nhà tắm, bỗng ông giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ sát bên bức tường bằng xi măng đã bong chóc. Định thần lắng tai nghe, tiếng động đó hệt như là tiếng chân người đạp trên đá, cứ sồn sột dạo thành từng tiếng rất đều. Ông Ngạc hoảng hốt vội hỏi lớn trong khi nỗi sợ đang nhen nhóm đầy tâm can. Ai đây? Ai đang đi ra ngoài nhà tắm đây? Tiếng động vẫn vang lên khe khẽ và hình như càng lúc càng xa dần. Và trong khi ông Ngạc đang nín thở lắng tai nghe, thì bỗng có tiếng gì đó vang lên trong bóng tối. Từng tiếng phầm phập như là tiếng sẹn đâm xuống mặt vườn. Hoảng hốt lao ra, ông Hằng căng mắt hướng về nơi phát ra tiếng động, nhưng hoàn toàn không nhận ra điều gì hay sự xuất hiện của bất cứ sinh vật sống nào. Vội vã đi thẳng lên nhà trên vì không muốn đối diện với khung cảnh này. Mới đi được mấy bước chân, ông Hằng rú lên khi nghe cánh cửa nhà kho đập đánh rầm vào tường. Rồi lúc đó trời rất đứng gió. Trong màn đêm u ám mon men phủ xuống khoảng vườn sau, ông thấy rõ ngay cánh cửa nhà kho cứ chuyển động, hệt như có ai đó lay vậy. Cảm giác khiếp đảm chiếm trọn tâm can, ông đi như chạy lên nhà, đứng hồng hộc ở sân, trên thở dứt cả hơi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Ông Ngạc không nhớ mình đã thắp bao nhiêu nhang lên bàn thờ gia tiên, đã pha bao nhiêu ấm trà và rít bao điếu thuốc. Cho đến khi thân thể mệt rũ vì mệt, ông mới ôm con chó con và ly thân vào buồng. Ở gian nhà ngoài, thằng Nhiên đang ngủ say, không gian chìm trong một cảm giác bức bách và ngột ngạt bởi mùi khói nhang đang vây hãm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, mà đến gần nửa đêm ông Ngạc vẫn còn chần chọc, xoay phải xoay trái. Nằm lâu ông buồn tiểu, thế nhưng không dám đi, vì phải ra nhà sau. Ông tưởng tượng giờ này một mình tiến lại khoảng vườn, giờ vô tình gặp ma chắc chắn ông kinh sợ đến vỡ tim mà chết. Nén tiếng thở dài, ông ôm lấy con chó, cố nhắm mắt, cố giữ giấc ngủ. Bên ngoài trời đã khuya lắm, ông Ngạc kéo tấm chăn phủ kín mặt rồi cảm thấy khó chịu vì ngộp thở. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, trời đứng gió, ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động. Một lúc sau cơn buồn ngủ vừa kéo tới, ông lại chợt hoảng hốt mà trừng mắt khi thấy con chó lao khỏi xuống giường. Nó đứng chắn ngang cửa buồng nhìn thẳng ra ngoài rồi sủa lên ầm ĩ. Liền sau đó bên nhà ngoài có tiếng gì đó như là tiếng đào đất vọng lại. Lẫn trong đó có cả tiếng lạch tạch như là tiếng nước rơi. Tiếng ú ớ của thằng Nhiên toàn là những âm thanh đầy lạ lùng. Ông Ngạc giật thốt người, ngất mạnh tấm chăn ra khỏi ngực, ngóc đầu dậy lắng nghe. Lộc cộc móc ra con dao cán đen còn để ở dưới gối. Ông đưa lên thủ thế, mắt chố to nhìn theo từng hành động của con chó.
Nhưng trong thoáng giây nào đó, đống âm thanh hỗn độn trong nhà đã biến mất. Con chó con cũng đổi hướng mà sủa. Lần này nó lao ra chỗ cửa sổ nhìn ra sân trước, sau đó tiếp tục chu lên. Ngay sau hành động ấy, con gà mà ông vứt cho ban chiều còn nhốt ở cái lồng dưới bếp đột nhiên quàng quắc kêu gào. Nhưng mà tiếng gào thét, tiếng đập cánh phành phạch rất nhanh biến mất, trở lại màn đêm thinh vắng cố hữu ẩn hiện trước bao nhiêu bí hiểm. Ông Ngạc ngồi chết cứng ở trên giường, á khẩu không nói được lời nào. Còn chưa hoàn hồn thì lần thứ hai con chó đổi hướng sủa. Lần này nó quay thẳng vào mặt ông. Lẽ nào ma quỷ đang ở ngay sau lưng? Quá hoảng hốt, ông Ngạc vừa lao ra khỏi giường, vừa khu con dao loạn xạ. Ông lao tới ôm chầm con chó như giữ sợi dây cứu mạng. Mặt mày thất sắc quay trở lại sau. Trước mặt của ông là hai cánh cửa sổ đóng im. Thế nhưng trong thoáng chốc, ông lại nghe tiếng bước chân vọng lại từ khoảng vườn sau. Hệt như là tiếng lõm bõm vào cái đêm ông thấy con bù nhìn bên hàng rào vậy. Ông Ngạc khiếp đảm đến mức cổ của ông dường như bị bóp nghẹt, khiến ông không thể thốt được một tiếng. Chỉ nghe những âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở. Nhưng cũng may sau đó chẳng có cách gì diễn ra thêm. Trời vừa hừng sáng, ông Ngạc mở toang hết cửa nẻo rồi ôm con chó lao nhanh xuống bếp. Trước con mắt lạc thần của ông, cái lồng gà đã lăn cành, trên nền bếp vương vãi mấy sợi lông cùng một vài vệt máu. Lần theo vệt máu ấy tiến ra vườn. Đến lúc này nỗi kinh hoàng thực sự lên đến đỉnh điểm. Ngay trước khoảng đất vùi thây của ông Sậu, xác của con gà nằm chết lù lù ở đó, cổ bị vặn tới nòi cả xương. Không dám nán lại thêm một giây phút nào, ông Ngạc ngay lập tức đạp xe sang tìm ông Phước. Sang tới nhà đợi mãi vẫn chưa thấy bạn của mình đi cúng về, lòng dạo buồn chồn, ông Ngạc lại hoang mang đạp xe về. Vừa mới về được nửa đường thì trời đã đổ cơn mưa, mưa lớn lắm, sấm chớp chẳng chịt khắp chân trời. Đoạn đường trở nên trơn trượt trong ánh sáng lóa mắt của tia lửa trời. Đến nhà, ông Ngạc vội lao lên hàng nghiên, đang tính mở cửa tiến vào nhà thì đột nhiên ông đứng khựng lại. Con chó còn không chạy ra mừng như mọi khi, đang ráo rác ngó quanh tìm kiếm. Trời đông Ngạc chết lặng người. Ngay sau cánh cửa này, ông biết chắc em trai của mình đang nằm. Nhưng sao bên trong lại có tiếng răng rắc như là tiếng bẻ xương. Lấy hết can đảm, ông Ngạc chụp lấy một thanh gỗ đang dựng ở hiên, sau đó quả quyết đẩy cửa bước tới. Cánh cửa với bàn lề hen dỉ vang lên tiếng kêu cót két. Ngay khi vừa ngó mặt vào thì trước mắt ông hiện ra một cảnh tượng kinh khủng để máu me. Gương mặt thằng em của ông trắng bệch như một cái xác ngâm, khoang miệng nhai thứ gì đó dòng dòng toàn máu, và ở bên cạnh xác con chó đã bị cắn nham nhở. Cái gậy trong tay của ông Ngạc rơi xuống đất, mồm của ông há lớn, mắt lạc thần như kẻ mất vía. Bắt gầm ánh mắt của ông, thằng Nhiên đột nhiên ngoác miệng cười, máu thịt da lông trong miệng nó lã chã rơi. Cánh tay của nó từ từ vươn tới, cả một giọng nói âm u sâu thẳm. Ngạc ơi, tao sợ hàng xóm đây. Có tiếng sấm trời át đi tiếng thét kinh hoàng của ông. Mưa bắt đầu rơi ầm ầm như muốn gột rửa bao nhiêu tội lỗi. Ông Ngạc lao nhanh ra ngoài sân, muốn thoát khỏi vùng căn nhà quỷ ám này. Mới chạy ra đến hàng hiên, bất thình lình ông á khẩu tại trận, hai mắt lạc vía khi thấy một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Bên trong vài căn nhà, con bù nhìn bằng tre, nhận chứng sống cho cái đêm định mệnh ấy, đang ló đầu nhìn ông. Sau lưng của nó còn một cái đầu khác thò ra nhìn ông bằng một cặp mặt trắng dã. Đó là ông Sậu. Ngay trong sầm thức hôm đó, người trong làng được một phen náo động vì cái tin ông Ngạc đi đầu thú. Người ta ùn ùn kéo nhau sang nhà ông. Thể theo lời khai thì cơ quan điều tra cho khai quật khoảng đất cạnh nhà kho, và cái xác thối giữa dưới đó được nhận định là ông Sậu. Kể là một điều là bên cạnh mộ đất có một con bù nhìn dùng để đuổi chuột còn cắm thẳng ở đó. Thằng Nhiên sau đó được gửi vào trong một trung tâm bảo trợ xã hội. Căn nhà của anh em ông Ngạc bỏ hoang. Từ đó về sau, những người đi ngang qua căn nhà đó đều cảm thấy ớn lạnh vì cứ thấy một bóng người đi qua đi lại trong nhà. Có đám đánh bạo tiến vào xem thì chẳng thấy ai mà một con bù nhìn đang đứng tựa lưng vào gốc tường, hai cánh tay của nó dang ra một cách đầy ma quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.
Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.